make up tone hồng baby cho hoa hậu áo dài Phí Thùy Linh. Thùy Linh là một cô gái có làn da rất là đẹp. Tuy nhiên thì mấy ngày gần đây bạn ấy đã bị ốm, cho nên là mới nhìn thấy cái mặt mộc ở đầu clip đó, mọi người sẽ thấy là rất là sần và mệt. Với một cái gương mặt đúng nghĩa là ốm và mệt như thế này, Linh đã yêu cầu team My Fan là make cho bạn ấy làm sao mà nhìn phải thật là tươi tắn, nhưng mà vẫn phải giữ cho cái nét đẹp của cô ấy nhẹ nhàng trong trẻo thôi, không thích make up quá đậm. Và một tông hồng baby dành cho cô nàng, đôi mắt mình có nhấn nhá một chút xíu nhũ, rồi gắn lông mi giả gân trong. Được cái sợi lông mi này luôn tạo cho mình có được cái hiệu ứng mắt gắn lông mi mà cảm giác nhẹ nhàng như là không gắn mi vậy đó. Thêm đường eyeliner màu nâu, rồi nhấn nhá thêm vài cọng lông mi dưới nữa, vậy là mình đã có một đôi mắt đầy sự thu hút và một chiếc môi màu hường cho đủ combo luôn nè. Với những cô nàng đã yêu thích da màu hồng thì cứ phải nói là phải hường từ trong ra ngoài mới làm cho nàng cảm thấy tự tin. Và thêm một chiếc tóc tết đậm hơi thở Hàn Quốc dành cho cô nàng của chúng mình. Đến đây thì thần thái đã khác hẳn lúc ban đầu rồi nè. Các nàng yêu thích make up tông hường Hàn Quốc như thế này thì lưu lại video ngay nha. Và nhớ follow My Fan để nhận nhiều tip make up hay mỗi ngày nhé.